Câu hỏi 12 Xin hỏi Đức Phật đã khẳng định Nhân quả không thể thay đổi được Ai làm nấy chịu Ai ăn nấy no Trong thiền tông cũng có dạy Ai nói có thể cứu dùm Đó là kẻ đại lương gạt Vậy tại sao Như Lai lại có thể xin cho mẹ của ông Mục Kiền Liên được hưởng nghiệp phước đức ở cõi trời ngay trong khi bà đang ở địa ngục? Tôi là nhân dân Tên Nguyễn Thành Tài Cư ngụ ở quận Nhà Bè, thành phố Hồ Chí Minh Xin trả lời câu hỏi 12 Của các vị thầy tu Đạo Phật Đức Phật đã khẳng định Nhân quả không thể thay đổi được Ai làm nấy chịu Ai ăn nấy no Trong thiền tông cũng có nói Ai nói có thể cứu giùm Đó là kẻ đại lường gạt Vậy tại sao Như Lai lại có thể Xin cho một cá nhân nào đó cụ thể là mẹ của ông Mục Kiền Liên cho bà được hưởng nghiệp phước đức ở cõi trời ngay trong khi bà đang phải thọ nhận nghiệp ác của mình ở địa ngục. Phải biết Đức Phật dạy là dạy cho những người phàm phu như chúng ta. Chớ Đức Phật không phải dạy cho chư Phật. Hiện nay nếu có vị nào giống như mẹ của Đức Mục Kiền Liên có vị tu hành nào toàn năng toàn giác như Đức Phật tìm được Mười vị tu hành có công đức thì các vị này mới lách luật nhân quả được. Còn không có thì hành như Đức Phật là lừa người khác vậy. Đức Phật biết đến đời mạt pháp thầy chùa giả tu theo đạo Phật rất nhiều. Nên Đức Phật phải dạy bài học này cho các vị thầy đời mạt pháp biết. Người nào muốn cứu cha mẹ ở địa ngục thì phải thực hiện như Đức Phật và vị mục kiền liên vậy còn không có vị toàn năng toàn giác không có vị thần thông bậc nhất mà tổ chức cứu người ở địa ngục đây là những tay thầy lừa đảo còn siêu lừa đảo nữa là tụng kinh để rước người ở địa ngục lên thế gian gian xảo người ơi học phật trí tuệ sáng ngời mới thông không học giáo lý nói thông coi chừng nhân quả vào trong ngục liền thế gian quyền bí linh thiên của loài âm hiện linh thiên vui đời thiền tông khi được ra đời tà tông bị phá hết đời người ngu thầy tu phải bỏ đầu ngu chỉ đâu trí tệ mới tu phật đà phật đà lời giải thích ca giác ngộ giải thoát để ta về nguồn